Thi Thiên 111. Hallelujah! Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va trong đoàn người ngay thẳng và giữa hội chúng. Công việc Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, tất cả những ai ham thích đều sẽ suy ngẫm đến. Công việc Ngài đầy vinh quang và uy nghiêm, đức công chính Ngài còn đến đời đời. Ngài lập kỷ niệm về các phép màu của Ngài. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và đầy lòng thương xót. Ngài ban thực phẩm cho người kính sợ Ngài và ghi nhớ giao ước Ngài mãi mãi. Ngài đã bày tỏ cho dân Ngài quyền năng của công việc Ngài và ban cho họ sản nghiệp của các nước. Công việc của tay Ngài là thành tín và công chính. Các kỷ cương của Ngài đều đáng tin tưởng, được lập vững bền đời đời vô cùng và được thực thi trong sự thành tín và ngay thẳng. Ngài đã giải cứu dân Ngài và truyền lệnh lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh và đáng kính sợ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Người nào vâng giữ điều răn Ngài được thông sáng. Sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời. Phi-rơ nhất chương 3. Cũng vậy, những người làm vợ hãy thuận phục chồng mình, để nếu có người chồng nào dù không vâng giữ đạo, nhưng qua cách cư xử của vợ, họ được cảm hóa mà không phải dùng đến lời nói. Vì họ đã thấy sự trong sạch và tin kính trong đời sống của chị em. Đừng chú trọng sự trang điểm bề ngoài, như làm tóc cầu kỳ, đeo vàng, mặc áo quần lè lẹt. Nhưng hãy trang điểm con người bề trong thầm kín bằng vẻ đẹp không phai tàn của tinh thần dịu dàng, yên lặng. Đó là điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Vì các thánh nữ tuổi xưa, những người hy vọng nơi Đức Chúa Trời và thuận phục chồng mình cũng đều trang điểm như thế. Như Sarah vâng phục Abraham, gọi ông là Chúa. Nếu chị em làm điều lành, không để điều gì làm cho mình lo sợ, thì đã là con gái của Sarah vậy. Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình. Quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em. Cuối cùng, tất cả anh em phải có tinh thần hiệp nhất, cảm thông, yêu mến anh em trong Chúa, có lòng nhân từ và tâm tình khiêm nhu. Đừng lấy ác trả ác hoặc lấy rủa xả trả rủa xả. Trái lại, hãy chúc phước, vì đó là điều mà anh em được kêu gọi để thừa hưởng phước lành. Vì ai muốn yêu sự sống và thấy những ngày tốt đẹp, thì hãy giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi nói lời xảo quyệt. Hãy lánh điều dữ, làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt Chúa đối xem người công chính và tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của họ, nhưng mặt Chúa đối nghịch kẻ làm ác. Nếu anh em nhiệt thành làm điều lành thì có ai làm hại anh em? Nhưng nếu vì sự công chính mà anh em chịu khổ thì anh em thật có phước. Đừng sợ điều họ sợ, cũng đừng nao núng, nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em, luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng. Khi bị nói xấu, anh em phải giữ lương tâm mình trong sáng, để những kẻ xuyên tạc cách cư xử tốt đẹp của anh em trong Đấng Christ phải hổ thẹn. Vì nếu đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì thà làm điều thiện mà chịu khổ còn hơn làm điều ác. Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là Đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài đã chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh. Bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời, khi Ngài nhẫn nhục chờ đợi trong thời Nô-ê, suốt thời gian chiếc tàu được đóng. Trong tàu chỉ một số ít, tổng số là 8 người được cứu khỏi nước. Báp tem ngày nay là biểu tượng của điều đó để cứu anh em. Báp tem không phải là sự cắt bỏ ô uế khỏi thân thể, mà là lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng qua sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng đã lên trời, đang ngự bên phải Đức Chúa Trời, được các thiên sứ, các chủ quyền
và mọi thế lực suy phục. Ê-xê-chi-ên chương 27. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về thành Ti-rơ. Hãy nói với thành Ti-rơ: Ngươi là thành ở nơi cửa biển, buôn bán với các dân của nhiều hải đảo. Chúa Giê-hô-va phán: Hỡi Ti-rơ, ngươi có nói: Ta là vẻ đẹp toàn hảo, bờ cõi ngươi ở giữa biển. Những kẻ xây dựng ngươi đã làm cho ngươi có vẻ đẹp toàn hảo. Họ đã dùng gỗ tùng của Senia làm ván đóng thuyền, lấy gỗ ba hương của Liban làm cột bờm cho ngươi, lấy gỗ sòi của Basan làm mái chèo của ngươi, lấy gỗ bách từ đảo Kích Tim làm ván lợp và cẩn bằng ngà voi, dùng vải gai mịn thiêu của Ai Cập làm bờm, và làm cờ xí cho ngươi dùng vải sắc tía sắc xanh từ hải đảo Elisa làm màn che cho ngươi. Dân cư Sidon và Avat là bạn chèo của ngươi. Hỡi Ti-rơ, những người khôn ngoan làm hoa tiêu cho ngươi. Các trưởng lão ở Gê-banh và người thông thái xứ ấy giúp ngươi sửa chữa những chỗ hư hỏng trên tàu. Tất cả những tàu biển cùng thủy thủ đều ở với ngươi để trao đổi hàng hóa cho ngươi. Người Ba Tư, người Lút, người Phút làm lính chiến trong quân đội ngươi. Chúng treo thuẫn và mũ trận trên ngươi và làm cho ngươi trở nên lộng lẫy. Những người Avat cùng quân lính của ngươi canh gác quanh tường thành ngươi. Những người Gamat thì ở trên các tháp. Chúng treo thuẫn chung quanh tường thành ngươi và làm cho vẻ đẹp của ngươi thêm hoàn hảo. Những dân ở thành Taresi buôn bán với ngươi đủ mọi thứ của cải. Họ đổi bạc, sắt, thiết, chì để lấy hàng của ngươi. Các dân ở Javan, ở Tuban và ở Mesit buôn bán với ngươi. Họ đổi nô lệ và vật dụng bằng đồng để lấy hàng hóa ngươi. Những người của Bất-tô-ga-ma đem ngựa, ngựa chiến, la để đổi lấy hàng của ngươi. Những người Dedan là khách hàng ngươi. Nhiều hải đảo giao thương với ngươi. Họ cống nộp cho ngươi ngà voi và gỗ mun. Vì ngươi có rất nhiều sản phẩm nên Aram giao thương với ngươi. Họ lấy bích ngọc, vải điều, hàng thiêu, vải gai mịn, san hô, hồng ngọc mà trao đổi hàng với ngươi. Juda và Israel cũng buôn bán với ngươi. Họ đem lúa mì ở Minit, bánh ngọt, mật ong, dầu và hương liệu để trao đổi hàng hóa với ngươi. Vì ngươi có nhiều sản phẩm của cải đầy dậy nên Damas lấy rượu nho ở Hanbon và lông chiên trắng mà trao đổi với ngươi. Người Vedan và Javan từ Ujan đến trao đổi hàng hóa với ngươi. Họ đem sắc luyện, nhục quế và xương bồ để đổi lấy hàng. Người Dedan đem vải hoa phủ trên ngựa để bán cho ngươi. Người Ả Rập và tất cả nhà lãnh đạo ở Kedah giao thương với ngươi và đem đến bán cho ngươi những chiên con, chiên đực và dây đực. Những thương nhân ở Seba và Rama buôn bán với ngươi. Họ lấy mọi thứ hương liệu hảo hạng, mọi thứ đá quý và vàng mà đổi lấy hàng của ngươi. Haran, Kane và Eden cùng những thương nhân ở Seba, Asiri và Kinmat đều là khách hàng của ngươi. Trong các chợ, chúng buôn bán với ngươi quần áo đẹp đẽ, áo màu tía và hàng thiêu, thảm nhiều màu và dây thừng bệnh chặt. Các thuyền Tadesi chuyên chở hàng hóa qua lại và ngươi được chất đầy nặng trĩu ở giữa biển khơi. Nhưng các tay chèo của ngươi đã dẫn ngươi vượt trên nước lớn và gió đông đã đập nát ngươi ở giữa biển khơi. Đến ngày hủy diệt của ngươi, của cải, hàng hóa, việc trao đổi hàng của ngươi, thủy thủ và hoa tiêu của ngươi, những người sửa chữa tàu bè ngươi, những người trao đổi hàng hóa với ngươi, tất cả lính chiến của ngươi và mọi người khác ở trên tàu đều sẽ rơi xuống dưới lòng biển. Bởi tiếng kêu của những viên hoa tiêu, các đồng cỏ chung quanh ngươi đều rung chuyển. Tất cả những kẻ cầm chèo, những thủy thủ, tất cả các hoa tiêu ngoài biển đều xuống khỏi tàu mình và đứng vững trên đất. Chúng sẽ cất tiếng than khóc ngươi và kêu gào cay đắng vì ngươi. Chúng ném bụi trên đầu mình và lăn tóc trong tro bụi.
chúng sẽ cạo đầu vì ngươi và mặc áo sâu. Chúng sẽ khóc thương ngươi và lòng đầy cay đắng. Khi chúng đau thương khóc lóc vì ngươi, chúng làm một bài ai ca về ngươi rằng: ai trở nên quạnh hiu giống như thành Ti-rơ ở giữa biển cả? Khi hàng của ngươi ra khỏi các biển, ngươi đã làm cho nhiều dân được thỏa mãn. Bởi của cải và hàng hóa ngày càng nhiều, ngươi đã làm giàu cho các vua trên đất. Bây giờ ngươi bị tan nát vì biển cả, chìm dưới nước sâu. Hàng hóa và dân chúng của ngươi đều chìm xuống biển với ngươi. Tất cả các dân ở những hải đảo đều sửng sốt vì ngươi. Các vua chúng đều khiếp vía, biến sắc mặt vì lo âu. Những thương nhân ở giữa các dân phỉ báng ngươi. Ngươi trở thành nỗi kinh khiếp và bị hủy diệt vĩnh viễn. Ê-xê-chiên chương 28. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: hỡi con người, hãy nói với vua Ti-rơ rằng: Chúa Giê-hô-va phán, vì lòng ngươi tự cao, ngươi nói rằng: ta là một vị thần, ta ngồi trên ngai của các thần ở giữa biển cả. Nhưng ngươi chỉ là loài người chứ không phải là thần. Dù ngươi tự cho tâm trí mình giống như tâm trí thần thánh, ngươi khôn ngoan hơn Daniel sao? Chẳng có sự màu nhiệm nào giấu kín với ngươi sao? Ngươi đã được giàu có nhờ sự khôn khéo và thông sáng của mình. Ngươi đã thâu chứa vàng bạc trong kho tàng ngươi. Nhờ sự khôn khéo trong việc buôn bán, ngươi đã làm cho sự giàu có mình gia tăng, và lòng ngươi tự cao về sự giàu có của ngươi. Vì vậy, Chúa Giê-hô-va phán, vì ngươi tự cho tâm trí mình giống như tâm trí thần thánh, cho nên ta sẽ khiến những người ngoại quốc tàn bạo nhất trong các dân nổi dậy chống lại ngươi. Chúng sẽ rút gươm chống lại sự khôn sáng hoa mỹ ngươi và làm ô uế vẻ vinh quang ngươi. Chúng sẽ sâu ngươi xuống hố, và ngươi sẽ chết trong lòng biển như người bị giết. Trước mặt kẻ giết ngươi, ngươi còn dám nói rằng ta là thần chăng? Khi ngươi ở trong tay của kẻ làm ngươi bị thương, thì ngươi là loài người chứ chẳng phải là thần. Ngươi sẽ chết bởi tay người ngoại quốc, như những kẻ chưa chịu cắt bì. Chúa Giê-hô-va phán, chính ta đã công bố như vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: hỡi con người, hãy làm một bài ai ca về vua Ti-rơ và nói với vua ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán, ngươi trở thành một kiểu mẫu về sự khôn ngoan và vẻ đẹp toàn hảo. Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn của Đức Chúa Trời. Ngươi đã có đủ mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc hồng lựu và vàng nữa. Ngài làm ra trống cơm và ống sáo thuộc về ngươi. Từ ngày ngươi mới được dựng nên đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngươi là một chê rúp được sức dầu đang che phủ. Ta đã lập ngươi lên trên núi thánh của Đức Chúa Trời. Ngươi đã đi dạo giữa các hòn đá sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi. Khi buôn bán thành lợi, ngươi càng trở nên bạo ngược và phạm tội. Vì thế, ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi núi Đức Chúa Trời. Hỡi chê rúp che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn đá sáng như lửa. Lòng ngươi kiêu ngạo vì vẻ đẹp ngươi, và vinh quang của ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi trước mặt các vua, làm trò cho họ xem. Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi, bởi tội ác chất chồng và bởi sự buôn bán không chính trực của ngươi. Vì thế, ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi thiêu nuốt ngươi, và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất trước mặt mọi kẻ xem thấy. Tất cả những kẻ biết ngươi trong các dân sẽ kinh khủng về ngươi. Ngươi đã trở nên một điều kinh khiếp, và ngươi sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: hỡi con người, hãy xây mặt về phía Sidon và nói tiên tri chống lại nó. Ngươi hãy nói: Chúa Giê-hô-va phán, hỡi Sidon, này ta chống lại ngươi. Ta muốn làm sáng danh ta ở giữa ngươi. Chúng sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ thi hành sự phán xét,
và bày tỏ sự thánh khiết ta ở giữa nó. Ta sẽ xa dịch bệnh đến trong thành và máu đổ ra trong các đường phố nó. Những kẻ bị thương sẽ ngã xuống giữa nó, vì gươm từ bốn bề sẽ xông vào nó. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Nhà Israel sẽ không còn chà chôm hiểm độc hay gai nhọn gây đau đớn nữa, tức là những nước láng giềng thường đối xử với nó cách khinh bỉ. Bây giờ, chúng sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán: khi ta nhóm nhà Israel lại từ giữa các dân mà chúng đã bị tan lạc, ta sẽ bày tỏ sự thánh khiết ta giữa chúng trước mắt các dân. Lúc ấy, chúng sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho đầy tớ ta là Gia-cốp. Chúng sẽ ở đó bình yên, sẽ cất nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ ở đó bình yên khi ta đã thi hành sự phán xét của ta chống lại những nước láng giềng của chúng, là kẻ đã đối xử với chúng cách khinh bỉ. Lúc ấy, chúng sẽ biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng.